Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh youtube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn Bây giờ thì đang là 3 giờ chiều của ngày thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023 Và xin thưa với các bác rằng là trong clip này tôi chia sẻ với các bác cái nó gọi rằng là vô cùng kỳ lạ Vô cùng kỳ lạ bởi vì gần như rằng là trên thế giới ít ai làm như thế cả Xin thưa các bác cách thức của nó thì nó là giảm cái hàng tồn kho trong marketing và truyền thông chứ không phải là nó cách là đưa ra một cái chính sách để mà báo cáo với các bác để thúc đẩy một cái gì đó ở đây tôi nói về vấn đề điện và có lẽ chúng ta cần phải điều tra kỹ lưỡng cái việc mà thực thi cái quy hoạch điện 7 xem rằng là có cái dấu vết lợi ích nhóm ở đó hay không và tham nhũng nó có bắt nguồn từ chính xác là bắt nguồn chính xác là từ chính sách hay không bởi vì nó tiềm ẩn vô cùng vô cùng nhiều cái sự rủi ro À, trong đây thì tôi xin chia sẻ với các bác à, cái câu chuyện cái câu chuyện này một cách mà có thể nói là tôi cố gắng để mà đơn giản nhất, à, dễ hiểu nhất để mà cho người dân à, bình thường nhất là cũng có thể hiểu được. À, cảm ơn tất cả các bác, à, mong rằng là các bác ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút cho thông báo, bởi vì à, có lẽ nhiều người không thích tôi nói cái chuyện này ra. Tổng Bí thư thì đã chỉ đạo và nói rằng là chúng ta khi làm bất cứ thứ gì thì phải đặt cái lợi ích của nhân dân của tổ quốc là lên hàng đầu, đúng không ạ? Việc gì có lợi cho dân thì phải sức làm và việc gì có hại cho dân thì phải sức tránh. Đó là lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh. Thế nhưng á trong nhiều cái sự việc thì tôi thấy rằng là hình như họ quên mất hai cái điều này, hai cái điều này và họ chọn lựa cái cách chúng ta hỏi rằng là trong cuộc sống thì cái nào dễ thì chúng ta làm trước, đơn giản thì làm trước giống như các bác đi làm bài thi cũng thế thôi chúng ta chọn cái bài dễ chúng ta làm trước chả ai chọn cái bài khó cả thế nhưng xin rằng là xin tư với các bác họ toàn chọn cái bài khó thôi chứ chả ai chọn cái bài dễ trong khi đó rằng là ví dụ cách này là đơn giản thế này nhưng mà không thèm làm mà làm một cách nó phức tạp thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là bản thân họ đều là những người mà lắc đầu một cái ra để hàng tỷ tỷ tấn sỏi tức là họ không thể không biết được cái điều mà tôi chuẩn bị chia sẻ với các bác đây thế nhưng mà có lẽ vì một cái động cơ hay vì một cái gì đó chúng ta cần tìm hiểu à, cái này để các anh công an tìm hiểu thì tốt hơn à, để xem rằng là có ích gì hay không tôi lấy ví dụ như giá điện là chúng ta đang chuẩn bị là dục dục dịch tăng đúng không ạ rồi điện lực event thì than là báo lỗ đó. đương nhiên lỗ thì phải tăng giá thôi đấy là quy luật rất là bình thường thế nhưng phải làm rõ cái lỗ đấy là lỗ như thế nào tôi lấy ví dụ như thế này liên quan tới chủ trương về năng lượng tái tạo, tức là điện gió, điện mặt trời, tôi khẳng định với các bác rằng là chủ trương này là đúng và đi đúng xu thế của thế giới. Nghe là chủ trương đúng và đúng xu thế, tuy nhiên cách làm thì lại khác hẳn. Cách làm thì lại khác hẳn, xin thưa với các bác khác nhiều lắm, khác nhiều lắm. Tôi chỉ lấy ví dụ thế này, chúng ta thì được hỗ trợ từ khá là nhiều nước, ví dụ như là 7,5 tỷ dưới cái thời trước và thời này là chúng ta khoảng là tầm là 15,5 tỷ đô trong cái việc mà dịch chuyển cái cái nguồn điện là từ những cái nơi ô nhiễm, ví dụ như là điện than rồi nhiệt điện để chuyển sang năng lượng tái tạo và đó là chủ trương là hoàn toàn là đúng đắn. Tuy nhiên thực hiện thì nó lại rất buồn cười. À, thứ nhất mà nó gây thiệt hại cho người dân một cách rất là khủng khiếp. Ví dụ thế này đã có cái kết luận thanh tra ấy, trong đó nói rằng là là mất cân đối nguồn điện thì cái này tôi chia sẻ với các bác rồi nhé nhưng mà tại sao họ lại đưa ra cái giá fit mới là cái rất là kỳ lạ nó giống như cái giá giống như rằng là một chương trình siêu off đó tôi đưa ra cái mức giá khuyến mại cực cao như thế này và người ta xếp hàng đổ xô đi mà mà mua đúng không chúng ta thấy các chương trình ví dụ bán siêu off từ thậm chí xếp hàng từ 0 giờ đêm vân vân nào kia đó. thế nhưng chính sách quốc gia ai lại làm như thế bởi vì anh sẽ mất kiểm soát Mất kiểm soát Tôi lấy ví dụ đưa ra một cái giá Đợt đầu là fit 1 rồi fit 2 là fit 3 Tức là ba cái thang bậc mà giá ưu đãi Thì ai cũng nhìn thấy rằng là Thứ nhất là một người doanh nhân Người ta sẽ nhầm tính ra rằng là À nếu như mình làm cái này Mình vay tiền cái này Và mình xây dựng cái này Mình đấu giá vào Đầu đấu vào mạng lưới điện Và mình bán với cái giá fit 1 này Fit 2, fit 3 này đấu giá và bán với cái giá fit này nói chung là giá fit đi thì mình sẽ lợi nhuận Đó. mình sẽ lợi nhuận và lợi nhuận thì mình làm đúng không? và lợi nhuận càng cao thì mình càng phải mạnh làm thế khi đưa ra cái giá fit như thế thì lập tức rằng là mọi người đổ xô vào để mà làm đúng không? đổ xô đều vào mà làm Đó. và cuối cùng rằng là rất nhiều mình đã theo một thời gian cụ thể rằng là ờ ừ, nếu mà không được như thế nghĩa là không được trong cái khung thời gian như thế thì giống như kiểu là khuyến mãi từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều mà có ai mà trượt thì phải chịu trách nhiệm. Thế là lãng phí, bao nhiêu công trình không kịp với thời gian là cuối cùng là lãng phí. Và bây giờ không đấu được với cả điện của, của lưới điện. Đúng không ạ? Thế cho nên ấy, khi mà xin được những cái khoản như là 7,5 tỷ đô hay là 15,5 tỷ đô thì thế giới người ta hay dùng một cái cách là trợ giá. Trợ giá cho năng lượng tái tạo. Ví dụ anh bán cho tôi cái cái điện này. Đó, thì tôi mua và tôi trợ giá cho anh là bao nhiêu phần trăm đó. Ví dụ nhà hoặc là trợ giá phích cứng là khoảng tầm 2, 200 đồng cho 1 kWh. Bán như thế. Bán như thế. Đúng không? 200 đồng trong 1 kWh. Và đợt này là tôi định mua được khoảng tầm 10.000 MW. Và tôi mua với cái giá như thế. Và trợ giá cho 2%. Ví dụ vậy. Còn nơi nào rẻ thì tôi mua. Để cho các công ty cạnh tranh với nhau. Ai rẻ thì tôi mua. Đó sau khi trợ giá anh này rẻ nhất thì tôi mua của anh này và rồi anh nhì thì tôi mua của anh kia và bao nhiêu nghĩa là bao giờ tôi mua đủ thì thôi mua đủ cái lượng điện thì thôi để tôi không bị mất cân đối nguồn điện đó là cái cách mà xin thưa với các bác là vô cùng đơn giản và dễ làm thế nhưng họ đưa ra cái giá fix và ai trong cái khung thời gian đó thì đều có thể mua được nó giống như rằng là lượng hàng không hạn chế à, ai sản ai sản xuất và ai xây dựng nhà máy ở trong cái giai đoạn này là là được mua với cái giá đó nó kỳ lạ tôi thật sự với các bác rằng nó kỳ lạ nó kỳ lạ và cuối cùng rằng nó tạo ra một cuộc đua cuối cùng bây giờ nó rất vô cùng lãng phí nhà nhà người người làm điện mặt trời làm điện gió và cuối cùng nó vô cùng vô cùng lãng phí bởi vì nhiều người rằng là cùng tranh nhau để hỏi để mua nguyên liệu sản xuất rồi mua các tấm pin rồi mua các vân vân nọ kia thì bình thường thì có thể làm được trong khoảng thời gian là bảy tám tháng là xong thế nhưng mà bây giờ nghìn người tranh nhau Thế là cuối cùng rằng là nó bị chậm, một số người bỏ tiền ra mua rồi nó bị chậm và bị chậm rồi thì không kịp thời hạn, không kịp đầu hạn thì không được hưởng cái ưu đãi đó và cuối cùng nó thành lãng phí. Vậy các bác có thể thấy rằng là bao nhiêu cái, cái chỗ năng lượng mặt trời với bao nhiêu cái cột điện gió bị lãng phí là bởi vì như vậy. Đó. Và cũng không thể kiểm soát được cái việc mà nó tạo áp lực lên hạ tầng điện. Ví dụ tôi, chúng tôi chỉ định mua là 10.000 MW thôi theo cái cách kia, cách tôi vừa nói trước ấy. Thì lúc này mình mua xong là mình đủ, còn đây rằng là nhà nhà người người là đều mua bắt buộc mình phải mua Rồi cuối cùng rằng là ai đấu ở trong thời gian đó là xong là tôi đều phải mua và cuối cùng nó thành ra một cái áp lực rằng là nó nó gấp tới 19,2 lần so với quy hoạch lúc đầu quy hoạch định mua từng này thôi đó. nhưng cuối cùng nó gấp lên thành 19,2 lần và đó là một việc cực kỳ khủng khiếp đúng không ạ đấy là về mặt chính còn về mặt mà tham nhũng tiêu cực thì nó rất dễ xảy ra ví dụ như tôi mà là người chính sách tôi đi tham mưu với chính phủ để làm những cái đó thế thì tự dưng là tôi nắm một, một cái lượng tài sản phải nói rằng là kinh khủng tài sản đây không phải bằng tiền mà đó là thông tin đó là thông tin và lúc này là tôi mới dỉ tai chính sách thì chưa ban hành mới đang chuẩn bị dục dịch để mà soạn thảo thôi rồi sau đó mới rằng là đầu tiên là nói với nhau vân vân là nói cái gì đó sau đó rằng bắt đầu là mới soạn thảo thôi soạn thảo rồi bắt đầu là mới lên để trình vân vân nhưng cái khung thì tôi nắm được rồi cái khung thì tôi nắm được rồi thế rồi là tôi bắt đầu tôi đi dỉ tai anh có muốn kiếm anh có muốn phát tài không dỉ tai mà, muốn phát tài kiểu gì ấy gọi một thằng doanh nghiệp đến anh có muốn phát tài không sao sao mà phát tài ấy? mày đưa cho tao một nghìn tỷ tao sẽ giúp mày kiếm lại ba ngàn tỷ và sao đi anh mà để tao nói cho mày nghe này đợt tới là chuẩn bị đang làm cái điện mặt trời đó điện mặt trời và sẽ được cái giá rất là ưu đãi đó với giá này mày thử nhân lên xem mày làm mày bỏ ra 10 000 tỷ vào đây để mày làm cái trang trại điện mặt trời với điện gió là với cái giá này là mày vay ngân hàng là mày đủ trả ngân hàng và mỗi năm nó lãi ra một khoản và cái này là ưu đãi 20 năm 20 năm cho hết khấu hao đó 20 năm như vậy vậy là mỗi năm mày lãi được khoảng tầm 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 1 ngàn tỷ đó. 20 năm mày lãi được 20 000 tỷ cứ đều đều như vậy và thậm chí rằng là 20 năm sau sau này là cái những cái thứ khác nó rẻ hơn đi đó và ôi thế hả à, anh và, ừ làm đi nhanh cái những mày phải đưa tao đây 1 ngàn tỷ đó. đấy là một nhưng mà tao chỉ cấp cho mày có từng đấy thôi nhá 10 000 thôi nhá thêm nữa là thêm tiền đây là tôi mới đấy là thứ nhất đúng không thế tay kia về tay kia bảo rằng là bây giờ mình đi mua ngay lúc này là chả ai biết cả Đó gọi là mua hàng đầu cơ đấy bắt đầu là đi mua pin năng lượng mặt trời mua điện gió về xếp xó ở đấy xong chờ đến khi chính sách ra phát cái là lắp lại thay xây thành nhà máy và bán và vừa kịp thời hạn anh biết từ lâu rồi anh được dỉ tai từ lâu rồi anh biết từ lâu rồi và cuối cùng là như thế đúng không ạ và tôi lại tiếp tục đi một trong doanh nghiệp nữa đó. Tiếp tục được một thằng doanh nghiệp nữa, tôi đã dì tai tiếp. Thì là mỗi lần như thế phát cái là tôi kiếm được không giới hạn. Khéo là một năm là tôi chỉ trong một cái chỗ đó là tôi có thể kiếm được đến vài chục ngàn tỷ. Đấy chưa? Đấy, chưa hết. Đấy, sau khi mà tạo ra một cái phong trào như thế thì lập tức rằng là có nhiều doanh nghiệp là đầu tư lớn nhưng mà không kịp thời hạn. Bởi vì đến chậm. Sau này người ta tranh mua tranh bán hết tấm pin những cái cánh quạt gió đó, các tua pin gió đó thì bắt đầu là chậm Thế chậm rồi bắt đầu rằng là nó không kịp để mà đúng cái thời gian Thế lúc này bây giờ chuẩn bị là tới là tôi chuẩn bị trình riêng lẻ nhá Trình riêng lẻ từng cái dự án lớn Trình lên để bổ sung Tức là trường hợp đặc biệt Đó Trường hợp đặc biệt Đó. Thế thì lập tức lại có một cái đổ xô ngầm đến Và anh ơi lãnh đạo ơi cho em xin phát Và sao em đầu tư đợt này vào em đầu tư 20.000 tỷ vào mà em không kịp cho nên là không đấu nối được với lưới điện anh còn này anh phải giúp em để mà uh, cho cái dự án vào không nó lãng phí lắm anh ạ à. không thì em cũng chết mày đầu tư 20.000 tỷ rồi thì mày tiếc gì 1.000 tỷ nữa để cho tao Đó. mày tiếc gì 1.000 tỷ nữa đúng không à? Và dạ vâng anh nói gì em cũng được thế là bây giờ là lập tức rằng là các dự án riêng lẻ là có thể rằng là được bổ sung vào thế nhưng mà nó phải có cái này đúng không ạ nó phải có cái này tức là tạo ra một cái cơ chế rằng là mình cứ đứng đây mình mình nói chuyện mình cấp phép và cái rằng là hoặc là mình nắm thông tin là mình đã có thể thu được rất nhiều tiền thu được rất nhiều tiền đúng không và cái cách làm theo cái giá ưu đãi đó nó là như vậy nó là như vậy và nó tạo ra những cái gì tôi vừa nói tôi vừa giả giả định ấy thì nó là những cái nguy cơ nguy cơ tham nhũng tiêu cực là nó ở chỗ đó khi làm cái chính sách cho dạng ưu đãi với giá giá ưu đãi là giá fit thì còn nếu mà mình cứ trợ giá bình thường mình tính toán rằng là mình cần mình được ví dụ như là tôi cứ tính toán là mình cứ làm khoảng độ tầm 10 tỷ đô đi để cái tiền trợ giá mình xin được ở thế giới thì mình chia ra đúng không ạ thì bây giờ mình bảo rằng là bây giờ mình cứ trợ giá là 230.000 ngàn một megawatt à một kWh 200 đồng một kWh à, sau đó là, là mình chỉ mua với giá mua 10.000 MW thôi. Là đủ, là đủ dùng. Nó không tạo áp lực hạ tầng. Và lúc này thì ai làm được thì tự tin tự tin làm doanh nghiệp thì tôi trợ giá thế thì bán cho tôi. Đúng không? Ai rẻ nhất tôi mua. Ai rẻ nhất tôi mua thế của đấu thầu thì rõ ràng nó sẽ hạn chế được các doanh nghiệp theo cái hiệu như thế. Chứ bây giờ chúng ta thấy rằng là tự dưng làm trong quả giá fit ngỡ ngàng ngã ngửa luôn và tiềm ẩn vô cùng những cái rủi ro và thật sự với các bác rằng là nhiều khi tôi không hiểu cái việc dễ không muốn làm mà là cái việc khó là muốn làm bởi vì là làm theo cái kiểu giá fix với cả là cấp quy như thế thì thì cái công tác quản lý cấp phép nó phức tạp đó. trong khi đó trợ giá thì chúng ta hoàn toàn có thể tính toán ở trên trên máy và cứ thế là tính thôi trái việc gì cả cứ thế mà tính thôi rồi việc mà cấp phép hoặc là việc mà đấu nối nó cũng dễ ai bán rẻ thì tôi mua ông này bán là một ngàn bảy trăm cho một kia giờ là tôi mua đó. ông kia bán một ngàn tám là tôi không mua thế thôi đó là cạnh tranh nhau đúng không cạnh tranh nhau chứ bây giờ không thì các anh chị chỉ làm một phi vụ các anh chị ăn hai tận 20 năm Làm một phi vụ ăn tận 20 năm đấy các bạn đó là một trang trại điện gió điện mặt trời một phát ăn tận 20 năm thế thì khổ dân quá thật sự các bạn cảm ơn tất cả các bác chúc các bác một ngày tốt lành